Chào bạn, hôm nay tôi hướng dẫn bạn cách thực hiện kiểm định post hoc theo phương pháp của Bonferroni bằng cách sử dụng phần mềm Excel. Kiểm định post hoc là kiểm định được thực hiện sau khi mà bạn thực hiện phân tích ANOVA và kết quả cho thấy là có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm nghiên cứu của bạn. Sau khi thực hiện kiểm định ANOVA, kết quả cho thấy là có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm trong nghiên cứu của bạn tuy nhiên thì bạn không biết là có sự khác nhau cụ thể giữa nhóm nào với nhóm nào để biết được điều đó thì bạn cần thực hiện kiểm định post hoc ở dữ liệu tôi dùng hôm nay là năng suất của ba giống lúa mì A, B và C ở đây chính là dữ liệu về năng suất của ba giống lúa mì này ở phần bên dưới chính là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn còn ở phía bên phải chính là cái kết quả phân tích anova một yếu tố nếu bạn chưa biết thực hiện phân tích ANOVA một yếu tố như thế nào thì bạn có thể tham khảo một cái video trước đây tôi đã giới thiệu rất là cụ thể. Trong trường hợp này thì cái kết quả sau khi thực hiện phân tích ANOVA chúng ta có được cái giá trị P là bằng 0,008. Giá trị P này nhỏ hơn 0,05 cho nên là có sự khác nhau về năng suất giữa ba giống lúa mì này có nghĩa thống kê. Câu hỏi đặt ra là vậy giữa ba giống lúa mì này thì giống nào khác với giống nào thì chúng ta cần thực hiện kiểm định post hoc để thực hiện kiểm định post hoc theo phương pháp của Bonferroni thì chúng ta cần thực hiện qua hai bước bước đầu tiên ấy là chúng ta sẽ đi thực hiện kiểm định t so sánh giữa các cặp cặp đầu tiên là giữa giống a và giống b sau đó đến giống a và giống c và cuối cùng là giống b và giống c Bước thứ hai chúng ta sẽ đi tính cái giá trị alpha cho cái hiệu chỉnh Bonferroni. À, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái bước à, đầu tiên. Trong trường hợp này à, tôi chỉ muốn à, có giá trị P cho cái kiểm định T giữa các nhóm, à, vì vậy tôi sẽ thực hiện à, rất là đơn giản như thế này. À, bạn đánh dấu bằng, sau đó đánh chữ T và chữ test. Mở ngoặc ạ. Bây giờ bạn sẽ chọn Uh, dữ liệu cho cái nhóm đầu tiên là dùng A Sau đó đánh dấu phẩy Tiếp tục bạn sẽ chọn dữ liệu cho cái nhóm thứ hai là dùng B uh, Bây giờ đánh dấu phẩy uh, Tiếp đến thì bây giờ bạn lựa chọn kiểm định là một phía hay hai phía Trong trường này tôi chọn kiểm định hai phía Bạn nhấn số 2 Thì đây chính là Two Tail Distribution Tiếp đến uh, bạn sẽ À, lựa chọn cái phương pháp kiểm định ở đây tôi cũng lựa chọn phương pháp kiểm định thứ hai phương pháp kiểm định thứ hai ở đây ấy, là kiểm định độc lập và trong trường hợp là phương sai giữa hai nhóm là bằng nhau bây giờ chúng ta chỉ cần đánh dấu ngoặc đơn và nhấn enter à, giá trị p trong trường hợp này là bằng 0, 0173 à, tương tự như vậy chúng ta sẽ thực hiện cho cặp à, thứ hai và cặp thứ ba đây chính là giá trị p cho từng cặp kiểm định bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ hai là đi tính giá trị alpha cho trường hợp kiểm định Bonferroni để tính giá trị alpha cho kiểm định Bonferroni thì rất là đơn giản bạn chỉ cần lấy cái mức ý nghĩa alpha trong trường hợp bạn sử dụng cho phân tích ANOVA chia cho cái số cặp so sánh trong trường hợp phân tích ANOVA giá trị alpha bạn sử dụng là bằng 0,05 vì vậy mà cái việc tính cái giá trị alpha cho kiểm định Bonferroni rất là đơn giản. Bạn sẽ chia cái giá trị alpha này cho cái số cặp so sánh là 3. Và giá trị alpha trong trường hợp này là bằng 0,0167 Nếu mà giá trị alpha từ cái kiểm định T này nhỏ hơn cái giá trị alpha với cái phương pháp Bonferroni ấy, thì chúng ta kết luận là có sự khác nhau giữa hai cái nhóm đó bạn cũng có thể nhìn thấy là giữa giống a và b ấy, thì giá trị p ở đây ấy, là lớn hơn giá trị p trong trường hợp kiểm định Bonferroni cho nên là không có sự khác nhau có nghĩa thống kê giữa nhóm a và nhóm b tương tự như vậy nhóm a và nhóm c ấy cũng không có sự khác nhau tuy nhiên ấy, cái cặp cuối cùng là b và c ấy, thì giá trị p là hai nhỏ hơn 0,0167, à, cho nên là à, có sự khác nhau à, giữa hai cái nhóm này có ý nghĩa thống kê. À, trong trường hợp nếu mà phân tích có rất là nhiều cặp, à, bạn có thể à, dùng hàm if để xem là có sự khác nhau giữa à, các nhóm nào à, rất là đơn giản. Bạn chỉ cần nhấn dấu bằng này, sau đó thì dùng hàm if. À, tiếp đến thì bạn sẽ dùng à, cái câu lệnh là giá trị P ở đây nhỏ hơn giá trị P ở đây thành dấu phẩy mở ngoặc rồi câu lệnh tiếp theo là không sau đó đóng ngoặc và nhấn enter À, bây giờ làm thế nào để thực hiện cho những cái nhóm tiếp theo à, rất là đơn giản đầu tiên là bạn khóa cái mức alpha cho kiểm định Bonferroni à, sau đó thì bạn chỉ cần việc uh, nhấn vào cái góc ở bên uh, dưới và phía bên tay phải rồi kéo xuống à, rõ ràng ở đây thì kết quả cũng cho bạn thấy là giữa giống uh, B và giống C là có sự khác nhau của nghĩa thống kê. Còn giữa giống A và giống B hay là giống A và giống C là không có sự khác nhau của nghĩa thống kê. ở Trên đây là toàn bộ nội dung tôi muốn chia sẻ với bạn. Rất mong là bạn subscribe, chia sẻ và ủng hộ cho tôi và kênh. Cảm ơn bạn.